Thưa khán giả, sáng nay ngày 5 tháng 12, Quỹ ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương và Diện Hàng lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam đồng tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 với chủ đề Phục hồi và Phát triển bền vững. Diễn đàn tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối các tỉnh thành, các nhà khoa học trong nước cùng sự tham gia của các điểm cầu quốc tế với hơn 500 đại biểu và hơn 20 diễn giả. Dự tại điểm cầu tỉnh công Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Tô Ái Vang, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng dự còn có các đại biểu Quốc hội tỉnh. Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã tác động nặng nề và toàn diện đến mọi mặt đời sống của nước ta. Trước thực trạng này, nếu không có các chính sách giải pháp quyết liệt, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 có thể thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Nền kinh tế sẽ đối mặt với không ít rủi ro, thách thức về kiểm soát gia tăng lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, lao động việc làm, an sinh xã hội, an ninh, trật tự xã hội. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, với quy mô đủ lớn, thời gian đủ dài, phạm vi đủ rộng, nền kinh tế sẽ không thể sớm phục hồi và tăng tốc, từ đó ảnh hưởng đến thực hiện các mục tiêu hàng năm, 5 năm, 10 năm và đứng trước nguy cơ tụt hậu so với khu vực và thế giới. Chủ đề diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 tập trung vào phục hồi và phát triển bền vững. Diễn đàn diễn ra trong ngày với các nội dung gồm phiên toàn thể tọa đàm cấp cao với các tham luận từ các chuyên gia, các nhà khoa học về một số gợi ý chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách với Việt Nam, phục hồi và phát triển kinh tế bền vững thông qua thúc đẩy chuyển đổi số ở Việt Nam, khuyến nghị chính sách đẩy mạnh phục hồi kinh tế. Ngoài ra còn có các chuyên đề tọa đàm về phối hợp các chính sách tài khóa tiền tệ linh hoạt hiệu quả, tạo nguồn lực ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nguồn cung lao động trong quá trình phục hồi kinh tế.